Cuộc đời nó luôn kiên nhẫn đợi bạn tìm ra được nó. Yêu thương nó giống như cái cách mà nó luôn cố gắng yêu trộm bạn. Mà đấy, yêu trộm, yêu thầm thì có mấy ai nhận ra bao giờ đâu. Rồi có ngày, cuộc đời nó sẽ sớm thổ lộ với bạn là nó yêu bạn thôi. Nhưng mà bạn phải ở lại với nó đấy. Ở lại đợi ngày nó sẽ nói lời yêu với bạn và mang bạn đến nơi bạn được chữa lành. Thêm một lần sợ là thêm một lần can đảm. Dùng lý trí để lắng nghe trái tim mình, để từng bước vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi tin chắc chắn rằng niềm tin là một liều thuốc tốt nhất giúp các bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy dám ước mơ và tin vào giấc mơ của mọi người. May mắn sẽ đến nếu chúng ta không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu mỗi ngày. Hãy cứ ước mơ và dám sống thật ước mơ của mình. Dù đích đến có là đâu thì tin tôi đi, hành trình đó sẽ giúp chúng ta lớn lên. Anh biết là em bị chậm hơn các bạn mấy năm, nhưng anh tặng em câu này. Câu này của anh: thành công không dành cho những người vội đâu. Hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh, đừng tạo ra áp lực cho mình. Bố mẹ em sẽ luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi em cố gắng và nỗ lực hơn mỗi ngày. Chứ không nhất thiết em phải là ai, em đạt được cái gì đâu. Em chỉ cần muốn mình tốt hơn ngày hôm qua, đó đã là một món quà rất lớn cho cha mẹ. Kỷ luật sẽ đưa bạn đến nơi mà động lực không có làm được. Tại vì động lực á, nó là khi nào mày có hứng thì mới làm, còn mình không có hứng thì mình không có làm. Còn kỷ luật á, nó là những cái hành động lặp đi lặp lại, thậm chí là không có cảm xúc, rất là nhàm chán. Thay vì động lực á, là ngày này làm 10, ngày hôm sau không làm hết, thì kỷ luật á, mỗi ngày làm 1, 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 cho tới khi mà nó hoàn thành tới 100 thì thôi. Chào cậu, mình là bản thân cậu của năm 2024 và đây là những lời khẩn thiết mà mình muốn gửi tới cậu ngay hiện giờ. Nếu như mà mình được quay lại vào thời điểm đầu năm 2023, mình sẽ nói với bản thân những điều sau. Xin hãy trân trọng từng phút một, từng khoảnh khắc một, tại vì năm 2023 sẽ trôi qua rất là nhanh. Nếu như mà chúng ta cứ mãi tốn thời gian như thế này thì năm 2023 sớm muộn sẽ kết thúc và chúng ta vẫn là một kẻ ăn hại. Em muốn nhớ thời gian hãy ngừng quay lại, quay lại. Một cơn mưa yêu thương đến đây, đến đây. Cha mẹ đi vết chai xạ trên tay mẹ, ta đi giấc mơ này. Chẳng còn cùng ai thả vào mây, nhẹ nhàng đưa theo cơn gió. Có một câu nói đại loại là khi bạn đến với thế gian này, vận mệnh cả cuộc đời của bạn đã được chính bạn xem qua và đồng ý. Vậy nên nếu đã quyết định đến đây thì dù cho khó ra sao, cũng xin bạn hãy kiên cường đi về phía trước. Bởi vì ở đoạn năm tháng tới, chắc chắn có việc bạn cần làm, có người bạn cần gặp, có những hoàn cảnh cần được bạn giúp đỡ. Thế nên dẫu cho có là 9 phần nản lòng đến không nhức nổi đôi chân, vẫn mong bạn bám lấy một phần can trường còn sót lại mà bình tâm tiến tới. Người tổn thương người khác thì sao nhớ rõ mình đây đã làm gì. Và rồi kết thúc là lựa chọn tốt cho hai đứa mình, sau này không ai phải khổ đâu. Bình yên của anh thì cũng chẳng còn, mỗi người mỗi đường không còn là những ngày sau. Cuộc này này không đẹp như cách ta mong muốn, nỗi buồn thường trực khi màn đêm lại buông xuống. Em đã thấy rõ kết thúc mọi chuyện trước đâu, dừng chân một chút rồi mình lại cùng thương nhau. Hãy buông bỏ nhưng mà đừng dừng lại. Thấy một chuyện gì đó ngoài tầm với hoặc là không phù hợp với bản thân thì có thể lựa chọn buông bỏ, nhưng mà đừng bao giờ dừng lại. Hãy chuyển sự cố gắng sang một thứ khác, đừng bao giờ dừng lại quá trình cố gắng. Mình đã rất cảm ơn mình trong năm nay vì mình đã cố gắng trong cái giai đoạn mà mình suy sụp nhất. Thì cũng phải ăn cho thật là nào, chưa làm nhưng không hẳn là không làm được đâu.
người như ta sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai. Nói cái gì vậy? Mới chỉ có một lần mà đã bỏ cuộc vậy thì sau này lớn lên làm sao có thể trở thành một người tài giỏi được chứ? Mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Napoleon là gì không? Trong từ điển của tôi không có từ không thể. Hãy buông bỏ nhưng mà đừng dừng lại. Thấy một chuyện gì đó ngoài tầm với hoặc là không phù hợp với bản thân thì có thể lựa chọn buông bỏ, nhưng mà đừng bao giờ dừng lại. Hãy chuyển sự cố gắng sang một thứ khác. Đừng bao giờ dừng lại quá trình cố gắng. Mình đã rất cảm ơn mình trong năm nay vì mình đã cố gắng trong cái giai đoạn mà mình suy sụp nhất và mọi thứ tệ hại với mình nhất.